nó chưa nắng tìm được quán cà phê lý tưởng. Ơi đi hai anh bảo, anh bảo sao lý ra anh bảo thôi thôi em cũng biết nữa mỗi ngày mà nói anh nghe nè anh em anh em ơi, anh em cảm nhận thế nào quán cà phê ở đây? Rồi Thanh Quốc nó ngủ luôn rồi. Anh em cảm nhận quán cà phê ở đây? Dạ, okay hả? Nước ngon mà rẻ. Mát mẻ. Cam 3.000 đi 25.000. Có phun xăng điện tử luôn kìa. Đó, phun hoài luôn. Nước mà phun hoài, mát thiệt. Cái này chắc nó gắn BC5 á. Phun đều quá. Đá thẳng đi xương luôn hả? Ba dắt chiếc này gắn nè. Cái lý do lớn nhất nè, để em đổ xuống xuống. Với lại xuống đâu đâu có đợi mà hậu. Còn xuống nào bán không ta, 7 con luôn mà. Có con, vui cũng đi đi coi nè.